mình cùng nhau vào ví dụ cụ thể của dạng số 1. Ví dụ 1, xét xem x bằng 4 có phải là nghiệm của mỗi bất phương trình nào sau đây? Ở trong ví dụ số 1, cô sẽ nêu 4 bất phương trình. Kiểm tra, cùng cô kiểm tra xem x bằng 4 là nghiệm của bất phương trình nào trong 4 bất phương trình cô nêu tới đây không nhé. Được chưa? Ta đi ý đầu tiên, đó là ý A. Câu A. Câu A của ta là bất phương trình là 2x cộng mấy nhỉ? À, 2x cộng 5 lớn bé hơn, à bé hơn 13. Ok chưa nào? Bé hơn 13. Đó. Thế bây giờ ta làm thế nào đây ạ? À, ta đặt bất phương trình này là bất phương chính à 1 các con nhé. Tiếp theo ta thay gì nhỉ? Thay x bằng x0, mà x bằng x0 trong bài này đó là x bằng 4, được chưa? Thay x bằng 4 vào bất phương trình thì ta được một bất đẳng thức. Tại vì đó là thay bằng các giá trị rồi đúng không ạ? Thay x bằng 4. Thay x bằng 4. 4 vào đâu nhỉ? À vào 1. Được chưa? Ta được. Được gì các bạn nhỉ? Được nào. Cô cho mình cùng thay nhé.